Thưa quý vị, thưa các bạn, là tập đoàn kinh tế kỹ thuật chủ lực của đất nước. Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã không ngừng đổi mới, hiện đại hóa về công nghệ và tái cấu trúc doanh nghiệp để đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế thị trường khắc nghiệt. Và để làm được điều này, lãnh đạo Tập đoàn Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đơn vị luôn quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân lao động. Đặc biệt, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã trở thành chủ lực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của PVN. Có thể khẳng định, nhờ sự sát cánh động viên khích lệ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, 55.000 người lao động dầu khí tại 33 công đoàn trực thuộc luôn giữ vững bản lĩnh, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động để đưa tập đoàn vượt qua khó khăn thách thức. 5 năm qua, từ năm 2017 đến năm 2022, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong tập đoàn liên tục phát triển, đội ngũ đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như phong trào 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, phong trào 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, cũng đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trên hàng trăm công trình, dự án trong và ngoài nước của hàng vạn người lao động đang sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc và tại nhiều nước trên thế giới. Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã động viên khích lệ người lao động dầu khí phát huy cái tính năng động sáng tạo, phát huy cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả các cái khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất, và nhờ đó thì đã giúp nâng cao được năng suất lao động, giúp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần rất là quan trọng cho cái việc hoàn thành các cái chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các đơn vị, và qua đó thì giúp cho tập đoàn chúng ta phát triển một cách bền vững trong cái thời gian vừa qua. Trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của ngành, nổi bật là liên doanh Vietso Petro với 524 sáng kiến, sáng chế nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tế. Trong đó có 202 sáng kiến không tính được thành tiền, 322 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả kinh tế, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 53,4 tỷ đồng. Các kỹ sư, người lao động Vietso Petro với tinh thần cống hiến hăng say, bắt kịp các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã có các sáng kiến, sáng chế, cải thiện đáng kể tốc độ khoan thương mại của Vietso Petro trong giai đoạn vừa qua. Thì nếu nói là trên hết tất cả mọi thứ là chúng ta thấy cái nghĩa vụ cũng giống như cái niềm say mê, nó hội tụ với nhau là phải làm cho đất nước mình tự chủ, mạnh mẽ hơn. Cái ngành dầu khí lúc đó thì rất là phụ thuộc nhiều nước, cho nên là mình muốn phát huy mảng công nghệ người Việt Nam làm, và thay thế dần những cái gì mà mình chưa có thể mua được, hoặc là mua được mà nó quá phụ thuộc, quá đắt, thì chúng tôi cố gắng làm sao cho nó bớt đi, bớt sự phụ thuộc, làm sao tính tự chủ mình mạnh lên, cứ theo cái đà là để cho cái người Việt Nam có tỷ trọng công nghệ trong ngành dầu khí này càng ngày càng cao. Trong 5 năm qua, với tinh thần lao động sáng tạo không ngừng, tập thể Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVCFC đã có 577 sáng kiến, sáng chế được công nhận và áp dụng thực tế với tổng giá trị làm lợi trên 853 tỷ đồng. Chính sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua đã khơi dậy nhiệt huyết của mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động không ngừng nâng cao tay nghề, chuyên môn, học hỏi để vận hành hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và sự phát triển của tập đoàn. Chương trình mà lao động sáng tạo nó sẽ giúp cho cái việc mà người lao động sẽ gắn kết với nhau, phát huy được cái tiềm năng của người lao động, thì mỗi người sẽ có phát huy được cái sở trường của mình, liên kết với nhau, giúp cho cái tập thể, một cái tổ chức để phát triển, cải tiến những cái mà giải quyết những cái vấn đề mà điểm nghẽn của hệ thống, cũng như là tìm cái tối ưu cho hệ thống và giúp cho cái việc cải tiến của hệ thống được liên tục. Thì trong đó thì phong trào sáng tạo của Đạm Cà Mau cũng giúp cho người lao động có một sân chơi gắn kết với nhau, đồng nghiệp chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ hơn. Viết tiếp những thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022, bước vào giai đoạn mới để phong trào thi đua lao động sáng tạo ngày càng đem lại hiệu quả cao, tạo hiệu ứng tích cực, thì sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Cùng với đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam xác định đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công nhân lao động nhận thức vai trò, giá trị to lớn của phong trào thi đua đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tập đoàn. Ngoài ra, đẩy mạnh việc đa dạng các hình thức tuyên truyền để truyền tải thông điệp một cách dễ dàng, thu hút đông đảo sự hưởng ứng của cán bộ, người lao động, kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến cải tiến trong đội ngũ công nhân lao động, triển khai tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo từng thời điểm để phát huy tính sáng tạo ở mỗi người lao động, đã trở thành những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh về sự phát triển đầy tích cực của tổ chức công đoàn, đồng hành cùng tập đoàn trong sự nghiệp xây dựng ngành dầu khí phát triển vững mạnh.